Ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Ngày hôm nay thì làm tí zombie anh em ạ. Hôm nay sẽ lên cho anh em quả Rebecca Gold đấy, một con hàng free. Và chơi zombie nano thường thôi. Và trong này thì chắc chắn là sẽ phải gặp ít nhất là 1 đến 2 anh em Việt Nam anh em ạ. Đấy, đấy là ít nhất. Còn hôm nào đông ấy, chung nào chơi tầm 8 9 giờ đêm ấy. Úi trời ơi, mạng hơi lag tí nhưng mà phải gọi là đông nhức nách anh em ạ, đông nhức nách. Rồi bọn này đang ngó ngó mình này. Ui mẹ thằng này nó chạy nhanh thế. Ui mẹ mình lag hay sao mà thằng này nó như tốc biến luôn ạ. À đù. Đam yếu nha. Ui giời ơi, thôi em xin. Cho em xin bi nữa anh ơi. Té gấp anh em ạ. Mẹ nó dính mồ ôi rồi tờ để ôi thôi. Xin chúng mày, làm ơn. Rồi thôi mày xong rồi. Mày dí tao đúng không? Mày ấy á, gì đấy? Nó liếm của mình, nó liếm của mình cái giáp này. Cay thế nhổ. Cô đang chạy zoom mà vớ được cái khẩu 51 thì thôi chúng mày xác định rồi. Mút hết anh em, mút hết. Con Zika này hơi yếu đuối anh em. Bắn đam yếu vãi đái á. Rồi. Có thêm cái khẩu 51 này cover nó phê hẳn. Nào làm sao? Ôi. Cái gì vậy? Ôi mẹ đẩy lùi như thế mà theo nào nó vẫn cào được ạ. Một pha hơi khinh địch anh em ạ, thanh niên Việt Nam. Cay thế nhổ. Chỗ này không được rồi, chỗ này hỏng rồi. Chỗ này hỏng hết bánh kẹo anh em ạ. Rồi. Và hôm nay thì đổi gió bắn tay trái anh em ạ, bắn tay trái nhìn cho nó lạ tí. Nào, bắn này không lên nóc, lên nóc kia chỉ có cầm barret thôi, mấy khẩu súng ngắm bắn được. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Làm tơ anh em ơi. Mày sao? Mày làm sao? Mày bắn tao đúng không? Ui. Bắn chứ. Bắn chán chưa baby? Ui. Mẹ, đâu có gồng chứ. Nào. À, vẫn ăn được thêm lần nữa. Rồi. Đây là cuốn nạn trên nóc nhá. Nhớ mặt mày rồi đó. Anh như Việt Nam ở trên nóc anh em ạ. Đây rồi. Từ, đá cái hòm đã. Tính sau anh em ạ. Nào. Mày thẩm du ở trong này đúng không? Chúng mày thẩm du trong này đúng không? Nào, vào chơi luôn. Chơi xong kiếm. Ui, hai con. Ai con hero for này không tính tiền. Hai phát đi luôn anh em ạ. Không có nhiều. Rồi 1 vs 20 thanh niên hero này liệu làm ăn gì không. Ui còn hero thường nữa thì bạn xác định rồi. Hero thường bạn xác định luôn rồi. Nào đừng để nó ăn hòm nha anh em ơi. Rồi. Anh ta chạy cũng nhanh chứ. Ôi thôi nó vớ được hòm rồi. Vớ được hòm thì làm sao. Ui yếu luôn này. Một phát nữa đi. Vừa ăn được không, chưa làm được cái mẹ này. Thằng tơ kia nó xì và đít mình làm phát nữa là đi luôn. Ôi dồi ôi. Thanh niên này vừa lúc nãy ăn mình đây. Nhớ dài lắm. Thanh niên cầm hủy diệt lúc ăn mình ở cái bờ tường này. Nhớ mẹ dai như đỉa luôn. Đừng anh em đủ gọi. Mình chỉ nhớ kinh. Hơi bị thủ lâu nhớ dài đấy anh em ạ. Rồi. Đừng cho ta làm rôm nữa. Làm ơn đúng rồi. Nói chung là chơi mấy cái khẩu kiểu 6 nòng vàng hay là ZBK vàng này phải chơi zombie 3 không có thẩm du cơ. Thì nó mới có gọi là gọi là tuổi thơ anh em, tuổi thơ thẩm du gọi là bắn đẩy zombie đấy. Chứ còn chơi zombie 4 hay là chơi nano thì mẹ mới khỏi yếu quá anh em ạ, yếu quá đái luôn. Tôi làm ăn gì. Ok mình sẽ nhảy sang bên này anh em ạ. Này mấy con mặt lợn tơ ra không chơi đâu. Hồi này không đẩy lùi được zombie mấy anh em ạ, bắn yếu quá. Bắn thua. Ôi đi chỗ khác chơi các anh ơi, đi chỗ khác chơi đi. Ui ôi. Mẹ có tăng hình kìa anh ơi, sau kia bắn nó đi. Nghe lại bỏ mình nó đi chứ cay thế nhờ. Con này giết đam vào đầu được 400 ạ. Cho biến hero coi, cho biến hero coi. Nó dí mình kìa. Ừ, mày dí tao đúng không? Ai à. Thôi làm ơn. Ui được còn nhảy trượt nữa. Ui sao trong này đông rôm thế. Làm sao bạn chơi bạn. May mà nó không để ý mình các bạn. Thôi nó cho một phát đi mẹ luôn rồi. Mày không để ý đó. Rồi. Ôi giời ơi anh tàng hình ơi. Tôi em xin anh mẹ. Anh cứ chơi thế anh cứ dọa em. À, rồi đều biến luôn không đánh kìa. Ok nó chặn đấy. Mày nghe rồi nó. Mình nó lừa lách vào cái lỗ mà nó bịt luôn luôn kinh nhá. Cay tao đấy. Đây. Và chơi tôi trước. Ai à. Đau. Mẹ chưa chi thì nó vạc như mình phát rồi. Sao bạn liếm mấy con bé bé thế anh em ạ. Mấy con này từ từ cứ bình tĩnh. Sao bạn Ây à.
Nó xỉa đau quá nhờ. Sao? Chơi. Nói chung là solo với tơ xong kiếm thì đéo chơi được. Đấy biết ngay mà. Nó múa chỉ cần 2 phát là đi mẹ rồi anh em ạ. Đéo có nhiều. Cùng lắm là đến phát 3, 2 phát đặc biệt, 1 phát chém thường là cút mẹ rồi. Đấy đẹp máu đó. Thì đỡ làm sao? Mình cầm đũa mình khoáng mãi rồi đéo chết. Nói chung là nếu mà muốn win zombie ông Ngô Quốc Huy kìa. Nếu mà muốn win zombie chiến binh thắng ấy thì phải chơi chết con tơ trước. Đấy, bài đấy nhá, bài đấy, bài vở đấy. Rồi mẹ nó gầm kìa. Không chơi chết được con tơ trước thì khó lắm. Ui giời ơi, ăn phải khẩu Baroka. Anh ạ. Thôi anh ơi, thôi. Em xin anh ơi. Ủa mày thế nó nhảy xuống anh em ạ. Ôi giời ơi, tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa, con mẹ xong rồi. Nhảy đây cút rồi. Thôi. Ôi. Thôi anh ơi. Ôi lại 5-1 thì chúng mày lại xong rồi. Mẹ, thế này, thiên thời địa lợi. Ui giời, mắc cái gì đây? Ô. Mẹ đang lùi ngon lành tự nhiên mắc cái góc này ạ. Ừ, đáng tự sướng là bởi thiên thời địa lợi nhân hòa. Đang cơn khát nước gặp ngay anh đai đường. Mẹ nhà được khổ 5-1 đang ngon anh em ạ. Đang tự tin là dí chết được mấy con rôm đấy mà cuối cùng mẹ mắc cái tí tưởng phát được cút luôn. Hơi nhỏ anh em ạ, hơi nhỏ. Rồi mắc tiến hóa rồi, đá cái hòm nào. Chúng mày cút chưa? Nào chạy chưa? Ừ. Mày, làm sao? Ừ, thế mà cái thằng này nó chạy ngược chiều nó được làm hero này. Thảo thật đấy. Chiếm nó. Ê, ngộ không chúng tôi, đội. Ngộ không một phát rồi, yếu lắm. Rồi, cút rồi. Tơ điện vào xì luôn ạ. Tơ điện fake anh em ạ. Rồi, con này để mình một phát. Sao bà ăn chơi không? Chơi không? 2 phát rồi. Chơi không mà ăn. Ui dồi ôi. Chỉ 3 phát là cút thôi. Rồi, đá tí máu anh em ạ, đá tí máu. 3v9 hơi căng nhở. 3v9 hơi căng đó. Ở đây, bắn chết em, đúng rồi. Đang muốn hồi máu anh em ạ. Ồ, thế thì mày xong với tao rồi. Mày xong, ôi kìa. Toàn chuột. Rồi. Liên hoàn chuột thì cũng có phát trúng chứ. Nào, ai thằng kia không thèm biến hero luôn ạ. À đù. Sao bạn? Chơi bạn. Ai ạ, nó chết đặc biệt. Ôi thôi, em xin. Mày nó chết đặc biệt anh em ạ. Thế chịu rồi. Mình đang yếu máu mà nó chán đặc biệt phải cút gấp anh em ạ. Quả không cút rồi nó khoáng chết rồi. 1v7. Đúng rồi anh. Ui, vào chôn anh. Ui. Mày. Một phát rồi. Mày. Ui. Mẹ thằng này nó cũng lừa. Mẹ nó cũng luồn lách kinh phết anh em ạ. 1v3. Quả này mẹ chiến binh win chắc con mẹ gì nữa. Phát này tơ tiếc cũng hết rồi anh em ạ. Chán. Quả mình hồi được máu ít quá. Biết thế chạy mẹ chỗ khác rồi đứng hồi máu còn ngon hơn. Đi nhặt mấy cái hòm đéo thua anh em ạ. Rồi đang top đầu nha. Cầm dưới ca vàng phò mà cầm top đầu ở đây hỏng rồi. Các bạn là mình vào từ đầu game. Ngon. Được. Kẻ máy khẩu này ram nó to to lên tí nữa là ngon. Kể cả dưới ca VIP mà không phải level 2 ấy. Kể cả level 2 bắn nó cũng không ra gì anh em ạ. Đừng có nói là đến mấy cái khẩu ối dồi ôi như này thì càng không ra gì, cho nên mình cũng không trông chờ gì ở mấy cái khẩu này nó đam to nhỉ. Nó treo hả bạn? Nó đang bắn rồi treo thế. Triệu Y15ZR thanh niên này đam mê xe cộ à? Con tôi treo đây. Tôi treo đây. Ôi để em anh ơi. Để em. Mẹ rồi. Nó thấy mình xuống rồi mà nó vẫn cố tình nó liếm mất của mình ạ. Để chém một tơ phải ngon không? Lên trên bờ chắc là đéo chửi dưới đâu. Nó mà hồi sinh ở sau thì ngu người. Đấy, bắn thằng yếu xuống chém này. Chém đó. Rồi, một con tơ cút. Nó mà nhiều khi mình chạy nó cứ bị mắc cái đéo gì nhỉ? Ảo thật đấy. Thằng này chạy trước mình nó liếm được cái phóng liệu ngon thế. Giờ mà mình đá được quả phóng lựu là đứng đây phóng là ngon đấy nhờ. Đứng đây phóng là cũng mệt nghỉ đấy. Rồi thanh niên kia có quả 5-1 bị nó kiểu bom chết rồi anh em ạ. Cút rồi.
Nào từ, đồng từ thế. Từ fake nhiều. Nè. Ui, nó chửa bom kìa. Ui, ôi, cái gì ấy? Ui. Nè. Là các anh cứ dọa em. Bọn anh qua, anh quanh, tơ xong kiếm ngay cạnh ông gò đuổi ạ. Kinh vãi đái. Rồi. Thôi, 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 xuống đi, xuống đi. Đúng rồi, xuống đi. Đá cái hòm, đá cái hòm, đá cái hòm. Thôi, thôi anh ơi. Thôi. Để nó dí mình đằng sau luôn, kinh nhỉ. Ghê không? Nào, biến con ngộ không chơi tí. Lâu lắm rồi không chơi ngộ không. Lâu lắm rồi không chơi ngộ không. Yếu thế nhở? Tập đặc biệt mà không chết. Tập đặc biệt quá, 2,5 à? Lâu lắm mình không chơi ngộ không nhưng mà chơi ngộ không chơi con này nó phải nhảy nhót, nó phải linh hoạt tí cơ. Mình cũng không quen. Theo mình thấy thì chơi cái con hero cầm kiếm hoặc là cái con DV Hunter cầm đôi đũa thì ngon hơn. Theo cảm nhận của mình là như thế. Mình thích chơi hai con đấy hơn. Cứ con đầu tiên là cứ mẹ chơi đặc biệt xong là đổ sang đôi đũa là khoáng rồi. Việc nhẹ lương cao anh em. Hoặc là chơi cái con nhân vật hero nữ mà cầm cái đua quắm ấy cũng được. Đấy. Cái con đấy khoáng ác nhỉ. Có quả khoáng đặc biệt cũng ác. Được nhỉ. Ném như kiểu boomerang luôn. Rồi. Còn 2 hiệp nữa. Cố gắng là không để thằng nào nó stop cái gì đấy anh. Tại pê súng thỏ ném đây, pê súng thỏ yếu của mẹ được. Kẻ nó vắt cho gọi là gì trời ơi lại ảo thế nhở. Rõ ràng là mẹ nó cho mình làm mẹ gọi là zoom mắc tiến hóa mà cuối cùng lại biến thành tơ mẹ vi diệu. Nhiều khi cũng không hiểu nổi, không thể nào mà hiểu nổi. Game dạo này nó hơi đầu nhở mẹ nó được đấy. Nó cầm cái khẩu cái gì ta, cái mẹ tên rồi. Khẩu VFR mẹ bắn kinh vãi rồi, đứng cho mà bắn bắn cá chưa ai à, nhảy chuột nhưng mà lại vẫn ăn. Ừ, nhảy chuột nó lại hay các bạn, nhảy chuột nó bị ne xuống dưới này là mình liếm thôi. Gì nó anh em ơi, tầm này chúng nó chưa hòm đâu. Gì nó nào, gì nó nào, cho ta một phát, hai phát rồi. Mấy cái loại này chỉ hai phát là cút thôi. Mày một phát. Thằng này nó gờ, nó đặc biệt lên là không chết nha. Nó đặc biệt lên chém nó không mất máu luôn. Cái giáp của nó kinh phết. Ấy à, ấy à, ấy à, cái gì đây? Ô. Mẹ nó, thằng Hezo kia nó từ ở trên mẹ cái bờ tường nó nhảy xuống, nó đặc biệt mình như cay chứ. Bực chết nhờ. Nó liếm ấy nhưng mà không sao, đồng đội mình làm được anh em, đồng đội mình làm được. Đồng đội mình khoáng kinh phết chứ đùa đâu. Anh em triệu cầm tơ chở bom phẹt găm thẳng ạ. cũng được đấy, gặp mấy anh em thì thang bắn nó phải nhiệt thôi. Đã bộc không đổi rồi cứ đổi cái gì mà đổi không biết. Rồi sang bên này chắc ăn anh em ạ. Mình tự tin là quả này mình không làm zoom đâu. Hai phát làm zoom là quá đáng lắm rồi. Rồi với cái trận nào mà bảy hiệp không làm zoom thì nó gọi là ối dồi ôi, bắn thế nó mới sướng. Ây à, mà cái gì đây? Cái gì vừa xẹt qua ngang mặt đấy? Anh Tơ anh cứ dọa em, con mẹ anh. Láo thật, tí nữa mình đi mẹ rồi. Thằng Tơ đang dính mỏ anh ơi, xấy bỏ mẹ đi anh ơi. Ừ, nó gồng kìa, thôi. Anh ở lại em đi nhé. Đéo được tí nào anh em ạ. Người mùi toang phát là phải phán ngay. Chạy đi em cover cho anh ơi, chạy đi em cover cho. Rồi, rất tốt. Nó nhặt được Baroka anh em. Azuka trên PC khỏe thế. Úi giời, chở bom này. Ấy chà chà. Tao đâu có ngu mày. Cũng kinh ấy. Cũng biết chở bom từ xa là kinh ấy. Nhưng mà rất tiếc là tao nhìn thấy mày chở rồi. Nếu mình mà không nhìn nó chở là cũng hơi mệt. Ấy à, ấy à. Chạy. Ô cái gì mà đông thôm thế. Cái gì mà đông thế. Ý, đéo còn tí nào. Sao mày mà nháy tao cận chiến. Ây da. Còn mẹ mày. Ui mất cái giáp rồi. Ui. Còn mẹ mày. Ui ôi chuột kìa. Ui. Chuột. Đâu được. Đâu rớt được cái thằng này. Kinh quá. Ui. Chết rồi. Ngược bom bao đạn rồi. Thôi. Ây. Thôi. Cho tao làm hero. Nè. Nãy đâu được biến hero rồi anh em ạ. Mẹ quay cuồng dưới này nó nè kinh quá. 4VS14. Nè cày nhỏ. Hòm tơ fake thì nó ăn hết rồi. Tôi chịu khó ăn mấy cái hòm bé bé này. Mắc tiến hóa thì cào tạm vậy.
Cầm con này thì nó cũng vào, nó cho phát đặc biệt thì cũng cút thôi. À, quả luôn, chỉ đợi mỗi cái thời gian của nó cho biến hero là mình mẹ biến ngay đấy, nhưng mà mai đeo thêm hero đâu nha bạn, cay thật sự. Một phát này cũng cái gì giờ mới mất giáp á, yêu mình chăm quả đấy mới mất giáp á, mấy cái thằng ấy chăm gì đây. Rồi ôi thanh niên triệu này húp thế nhổ, lộc lá thế nhổ, 2v3 có thể hỏng rồi. Có khi nào hiệp này bị giật mất top không ta? 630 khó lắm, giật được top mình khó lắm, nhưng mà quả này khả năng cao là chiến binh win, nó khả năng cao chiến binh win. Mấy thanh niên này đang lùa anh các bạn, 2v2 mà không win nữa thôi, để còn fake tơ fake tơ phủng chết pẹ hết rồi. Hezo thì khỏe, Hezo nó cho một phát đặc biệt là con này cút thôi, không nói nhiều. Ôi, biết ngay mà. Thanh niên này thì rồi cút rồi, cút rồi, cút rồi. Lại bảo không cút, chạy thẳng như thế nó gồng đặc biệt lại không cút thì mới là lạ anh em ạ. Rồi và sắp cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi clip, đừng quên lại cho mình một like, một subscribe, nhớ bấm chuông để báo clip mới nhất mình nhá. Đấy, mày thế cũng mới tốt anh em ạ.